Sao quần áo mình lại vứt đây nhỉ? Mia ơi! Mia! Ui sao quần áo vứt đây nhỉ? Hậu ơi! Xin chào các bạn nha, mình Thanh Lâm đây. Ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Cô Di chào mọi người đi. Mình Zipin chào các bạn nha. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay mình nhờ Di anh giúp em một việc nhá. Việc gì? Chôn anh Hưng. Ôi chôn Hưng á? Mình sẽ kết hợp với Duy để chôn anh Hưng các bạn nhé. Quê các bạn ơi, anh Hưng chôn khó lắm mà. Sao? Anh Hưng khó tính, anh Hưng đánh chết. Ừ, anh Hưng à, anh đánh à, anh Hưng chạy. Chạy á, nhưng mà khó. Sao mà? Nhưng mà thế chôn anh Hưng không? Có cho anh gì không á? Anh muốn gì? Anh muốn gì à? Cái tóc tai nó có bù xù không? À ừ nhỉ, tóc tai như đâu rồi. Vâng, cái tóc nó có xấu không? Xấu. Và anh muốn đi cắt tóc. Cắt tóc á? Ừ. Ở đâu? Ở 30 size. 30 size á? Mình... trời sàn thế. Có phải là mình chưa được đến 30 size rồi nên mình... 30 size. Ờ có được không? Sao cắt tóc ở nhà không cắt ạ? Vì thực sự anh chỉ tin tưởng 30 size thôi. Vì 30 size salon rộng rãi này, xong là giới hạn khách nên là khoảng cách rất là an toàn. Có cái kiểu mà đi một bước xong là sát khuẩn một bước. Và các cái dụng cụ mà cắt tóc ấy được sát khuẩn trước mặt khách nên là mình được. Rất là an tâm. Được. Và cái cuối cùng ấy là có mặt nạ bảo vệ. Mặt nạ chống dịch để bảo vệ khách hàng. Ai, đấy, anh tin tưởng luôn. Ông anh này chưa đi bao giờ sao ấy mà biết rõ rồi. Đấy. Được không? Được. Nhá, vậy dạ này mình đang có tiền các bạn ạ. Mày bao anh lên 30 xá cắt tóc xong rồi anh về mày muốn anh trốn gì cũng được. Ok. Giờ đi nhá. Đi. Let's go. Các bạn ạ. Ưng ý chưa? Quá là ưng luôn. Đấy mình về nhà mình cũng phải đi làm đẹp này các bạn ạ. Các bạn thấy tóc mình đẹp không? bình thường lương nó không nghe, nhưng nay lương nó mình làm hết cho hết các bạn ạ. Đã tạo cho mình một quả đầu chất như vậy thì nghe lời hết luôn. Hôm nay em nói gì em phải nghe em nhá. Em muốn anh cho anh Hưng cái gì thì em nói để anh sẽ thực hiện cho đấy em. Đấy thì hôm nay anh em mình nhá, bây giờ em bảo anh nhá vào nhà lấy hết quần áo của anh Hưng. Xong rồi anh em mình le hết ra đường. Vứt ra đường? Ờ đúng rồi. Tại anh Hưng mình không có nhà các bạn ạ. Đấy thì bao giờ anh Hưng về ấy, chắc là thấy cái quần áo của mình ấy, những bộ đồ của mình yêu thích ấy. Mà bị làm lượt ở dưới đường ấy, chắc là buồn cười lắm các bạn ạ. Đấy. Cái này khôn phết, cái màn chôn có lắm luôn là hắn bao mình. Anh có sợ không? Anh nói chung là bình thường anh sợ, nhưng mà đã được em cho tiền lấy tóc thì em không sợ gì nữa, anh làm hết. Rồi. Liều hết. Nếu mà anh Hưng về ấy, anh Hưng mà hỏi anh em mình ý, bảo là mẹ đùa
đuổi anh ra khỏi nhà, chắc là le hết quần áo ra đường. Được. Đấy thì xem bây giờ như thế nào. Đúng rồi. Ok. Đấy thì bây giờ anh em mình vào chuẩn bị quần áo để le ra đường nha bạn nhá. Anh em mình phải chọn những bộ nó đẹp nhất và đắt tiền đấy, còn mình vứt hết. Những bộ anh Hưng hay mặc các bạn ạ. Rồi. Đấy thì bây giờ anh em mình đi thôi. Đi thôi. Đây các bạn ơi, đen đen đen. Tủ quần áo của anh mình nha bạn nhá. Em viết một tủ luôn, lấy cả tủ luôn. Em lấy hết chỗ này, không thà cái nào luôn. Ừ. Bạn thấy không? Bộ quần áo chủ tịch này, ngày xưa đóng chủ tịch này. Ôi à, áo đỏ mới mua kìa. Anh sợ không? Anh sợ gì, lần trước sợ nhưng giờ em bao anh đi 30 sáng không sợ nữa rồi. Ok, sợ thì nữa em ôm xong rồi xuống đường anh đe nhá. Được, anh hết hết rồi. Anh ôm hết rồi, cả móc luôn. Nặng quá. Má, vậy lấy từ từ. Đây, 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 lên cầm một chút cho. Ui, ui, ui. Quần áo đàn ông lặng thật đấy. Mình lấy hết cả quần áo mùa đông mùa lẫn mùa hè luôn các bạn. Đấy các bạn thấy hiểu. Giật hết. Úi giời. Còn này Toàn. Mới lặng quá anh. Cầm cho em. Ok ok. Rồi. Đi. Đi. Đây các bạn ơi, có dăm ba bộ quần áo thôi mà mình toát hết cả mồ hôi rồi. Cái tủ quần áo của anh Hưng là dăm ba bộ các bạn ạ. Hết quần áo rồi còn đâu nữa. Toàn đấy. Anh có sợ không? Thôi cầm quần áo này thì sợ cái gì nữa. Ui em sợ lắm. Sợ đúng không? Lúc đấy mạnh lắm nhưng mà giờ. Hôm nay bao nhiêu tổ đội anh chịu hết cho, không phải lo. Sợ đúng không? Để anh vứt trước cho em nhá. Đâu? Đây, đấy. Ừ. Quần áo đây. Thôi để chỗ này em vứt nhá. Ờ em vứt đi. Anh chịu hết. Được không? Không phải lo. Các bạn ơi, quần áo đấy. Quần áo những bộ xịn sò của anh. Ôi. Nếu mà anh trai hỏi chúng mình ấy thì mình sẽ đổi tội cho mẹ mình các bạn nhá. Anh trôn mẹ nhiều quá bị mẹ lé hết quần áo ra đường các bạn nhá. Được. Bây giờ anh em mình sẽ chờ anh Hưng về. Quần áo mình vẫn đây nhỉ? Mia ơi! Mia! Ui sao quần áo vẫn đây nhỉ? Hậu ơi! Hậu! Lương ơi! Lương! Dạ! Ra anh bảo đây à? Duy ơi! Dạ! Ra anh bảo đây lên! Lương! Ủa ơi! Cái quần áo ai mất anh của anh ra này luôn ơi! Ơ sao quần áo anh ở đây? Gì? Em biết đâu ơi! Ở nhà không biết ai mất quần áo anh ở đây à? Đúng không? Ôi! Hay là anh cho thằng nào mượn quần áo mà vứt đây? Em bị hâm à? Còn em mất quần áo của anh đây đúng không? Gì? Em biết đâu rồi, em có được rảnh đâu! Tự dưng làm gì có ai mất quần áo ra đây được? Chứ bảo Tân mình ạ! Hay là mị à? Đúng rồi, bà Tân! Anh hay trôn bà Tân nhiều quá, bà Tân vứt ra đây chắc chắn luôn em. Chắc chắn là mẹ. Hay là mẹ. Anh hay trôn mẹ, chắc là mẹ đuổi anh ra khỏi nhà mất quần áo anh đây rồi. Ôi ơi. Tiếp quần áo. Hay bao giờ vô lý. Mẹ làm gì mất quần áo của anh ra này. Mẹ, anh làm gì mẹ đâu mà mẹ vứt. Chỉ có bọn em trôn anh, vứt anh vứt ra đây đúng không? Em biết đâu ấy. Toàn quần áo đẹp này. Sao lại nhỉ? Mà biết quần áo được đâu. Đấy này, ui ôi. Quần áo đóng chủ tịch của anh. Ôi biết rồi. Mắc vào, mắc vào, mắc vào. Vô lý nhỉ, không biết ai vứt đây nhỉ. Toàn quần áo đẹp luôn ý. Toàn quần áo xịn của anh. Đi đâu phải anh hỏi mẹ xem không phải không. Không phải nào không. Bọn em chôn anh đúng không? Không. Không biết, ờ trong chỉ có anh Hậu rồi. Hay là anh Hậu nhỉ. Rồi tí về anh hỏi Hậu cho mẹ. Không phải là xíu bọn em nhờ. Ở nhà hôm nay là xíu á, em với đây Lương với lại Duy thôi. Không ai vứt cả. Đâu em ở trên tầng 3 mà em. Em bên phòng edit video từ sáng đến giờ. Xong rồi chơi mới đi rồi. Tự dưng mất quần áo của mình ra đây. Ờ sao mày hết rồi, bẩn hết rồi đâu. Ủa. Ui dồi ôi. Có thật không? Hai đứa thật là không mất quần áo ra đây không? Thật. Thật đó. Thật không? Em vứt làm gì? Quần áo của anh đẹp thế này. Chắc là hay trôn mẹ vứt quần áo ra đây. Mẹ làm sao mẹ vứt của anh ra đây được?
Mẹ không bao giờ mẹ vứt quần áo anh. Anh làm gì mẹ quá đáng đâu mà mẹ vứt quần áo anh. Hay chôn mẹ. Vừa nay anh ăn cơm với mẹ bình thường xong tự dưng mẹ vứt. Tí mà anh hỏi mẹ không phải là chỉ có bọn em đây là Duy ấy. Quá vô lý Duy nhỉ. Vô lý quá. Anh em mình ở nhà không biết gì đâu. Cay ghê nhỉ. Bực thật đấy. Quần áo của mình như này vứt quần áo. Mà thế được còn đâu. Tí về anh hỏi mẹ không phải hai đứa rồi. Chết anh. Vâng. Chắc là thằng nào đó ăn trộm quần áo của anh nó mượn vài ba hôm nó giả mà. Anh trêu anh đúng không? Không. Anh cứ hỏi người ta được anh biết. Hỏi hầu nữa. Tí đây hỏi. Mẹ hỏi mẹ, mẹ anh hầu nhá. Anh mà biết này anh bỏ cho. Vô lý thật đấy. Để anh trách làm. Anh biết ngay. Không phải Duy luôn không? Phải em không? Không. Anh cứ chơi gì? Đây đây anh em. Thế đây là cái gì? À, con đường, đường nó là gì? Không phải. Em làm đầu cái gì? Đây, em có xui đám đồ như thế nào đây?